Dù sao thì cũng phải ăn cho thật là nào. Chưa làm nhưng không hẳn là không làm được đâu. Cậu có nhớ không? Người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Cậu nói cái gì vậy? Mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Sao lại không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.